Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Kéo đã bước vào ngày thứ sáu rồi và trước hết tới hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần này đó thì có thể là Thuần sẽ không có nhiều thời gian để mà chia sẻ video với các bạn tại vì Thuần bận một số công việc. Nhưng mà Thuần sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin trên những mạng xã hội cho nên các bạn đừng quên theo dõi thuần khạp đồ trên những mạng xã hội và chúng ta trước hết nên hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy được là kết thúc ngày hôm nay đó thì chúng ta có chỉ số Nasdaq hồi phục lại 0.76% hôm qua đã xuống rất là nhiều các bạn hôm nay hồi phục lại một chút S&P 500 thì hồi phục ở mức là 0.36% ngày hôm nay còn Dow Jones thì không có thay đổi luôn các bạn à, chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay ngày hôm qua đó kết thúc là cùng một con số và chúng ta nhìn vào pre-market thì bây giờ đó thì cả ba chỉ số cũng không có nhiều thay đổi các bạn chủ yếu đó là chúng ta có một cái thông tin lớn ngày mai mà nhiều người chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ à, chúng ta sẽ thấy thông tin này được chia sẻ vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ở New York, nghĩa là ở, ở Cali đó là 5 giờ rưỡi sáng các bạn. Khi mà thuận thức dậy thì thông tin này đã có rồi và cái thông tin này cũng sẽ được chia sẻ vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay tại Việt Nam. À, và đó là cái thông tin mà nhiều người đang chờ đợi nhất. thông sẽ chia sẻ thêm một số tài liệu với các bạn một lát nữa Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là vàng đó thì ngày hôm nay vẫn giữ được mức là hơn 2.000 đô các bạn. Còn về hợp đồng dầu đó thì cũng như vậy mức là 80.46 đô cho một thùng dầu. Còn về BTC thì sao các bạn BTC thì cũng tương tự như hôm qua mà thôi chúng ta vẫn xoay quanh cái mức giá là 28.000 đô thì có nhiều bạn đã thấy mức giá 28.000 đô này một thời gian rồi nếu như mà thuận zoom ra đó thì các bạn thấy chúng ta đã ở cái mức 27 28.000 bắt đầu là khoảng ngày 19 tháng 3 cho tới bây giờ thì có thể là nhiều bạn nghĩ là chúng ta thấy mức giá 28 27 ngàn này một thời gian rồi cảm thấy quá nhầm chán nhưng mà thật ra chúng ta chỉ mới ở cái mức này đó trong thời gian là khoảng chừng không tới 3 tuần mà thôi các bạn và chúng ta đã nhanh chóng quên đi là cách đó không lâu chúng ta đã ở trong một cái mức giá là chỉ có khoảng chừng là 16 và 7 ngàn đô mà thôi các bạn chúng ta đã ra khỏi cái mức giá là 16 000 đô đó thời điểm đó là đầu tháng 1 có nghĩa là chúng ta chỉ mới đầu năm nay thôi là chúng ta xây quanh cái mức giá 15 16 000 đô có thể nói được là từ đầu tháng 11 mãi cho đến đầu tháng 1 luôn đầu tháng 3 đó có nghĩa là cách đây một tháng chúng ta chỉ ở mức là 20 000 21 000 mà thôi mà bây giờ là mức là 28 ngàn rồi mà nhiều bạn sẽ cảm thấy lại nhạt chán nữa cho nên các bạn thấy được là trong thị trường crypto này và nó thật ra thị trường tài chính nói chung thì mọi người đều rất là mau quên các bạn chúng ta có thể thấy được là những cuộc khủng hoảng xảy ra biết bao nhiêu lỗi lầm xảy ra trong đầu tư nhưng mà mọi người lại nhanh chóng quên đi các bạn và chúng ta cứ như vậy lặp đi lặp lại những cái cảm giác đó cảm giác lo sợ cảm giác nàm chán và cái cảm giác tham lam cứ như vậy hoài cho nên mỗi một lần mà có một cái sự tăng trưởng nổi lên thì mọi người sẽ có cảm giác là chúng ta đã đi vào một siêu chu kỳ rồi chúng ta sẽ mãi mãi không thấy giá à, có sự đi xuống nữa chúng ta sẽ thấy được là có rất nhiều nhận định bullish và cảm thấy được là bất cứ ai nhận định ngược lại đó thì à, điều cho người đó là không biết gì và cũng ngược lại luôn các bạn nếu như mà chúng ta à, thấy được là thị trường ảm đạm một thời gian dài đó thì mọi người lại quên đi cái cảm giác hưng phấn khi mà giá cả tăng trưởng và mọi người sẽ nghĩ là giá sẽ mãi mãi không tăng vì lý do này, vì cái lý do kia giống như là bây giờ nhiều người nói là chúng ta sẽ không thấy được cái thời điểm tăng trưởng mạnh như là năm 2001 nữa tại vì lúc đó là một thời điểm đặc biệt có dịch bệnh, có bông tiền nhưng mà thật ra dịch bệnh nào bơm tiền nào đã xảy ra vào cái đợt tăng trưởng năm 2017 các bạn đâu có đâu lúc đó thì mọi người nói là tại vì chúng ta có cái sự nổi lên đối với lại ICO nhiều người chưa biết BTC bây giờ tới năm 2018 2019 thì người ta nói là bây giờ nhiều người biết rồi cho nên mãi mãi BTC sẽ không bao giờ trở lại cái đỉnh 20.000 nữa và trước đó người ta cũng nói là BTC sẽ mãi mãi không trở về cái đỉnh 1.000 đô nữa khi mà giá sụp xuống của chu kỳ trước đó từ 1.000 còn 200 đô nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng cái mà thống trị biểu đồ giá đó chính là tâm lý của nhà đầu tư các bạn và tâm lý nhà đầu tư thì lại rất mau quên và cứ lặp lặp lại những cái cảm giác đó cho nên bây giờ các bạn cảm thấy nhàm chán nhưng mà cách đây không lâu đó giống như là thời điểm tháng 12 tháng 1 mọi người cũng có cảm giác nhàm chán chỉ là cái mức giá khác nhau mà thôi sau này khi mà giá của BDC đi lên tới cái mức là bốn mươi mấy năm mươi ngàn trở lại nữa à, và chúng ta thấy là giá khừng lại mức là bốn mấy năm ngàn thì mọi người lại cảm thấy là nhàm chán nữa và cứ như vậy còn về tổng thị trường crypto đó thì hôm nay cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn ngày hôm nay nói chung những năm lớn đó thì cũng không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ chúng ta có đồng đô à, đã giảm bảy phần trăm ngày hôm nay các bạn chúng ta thấy được đô coi vẫn tăng trong vòng một tuần qua là 13.9% phần trăm thì vẫn nhiều hơn những đồng lớn khác nhưng mà mà chúng ta vẫn thấy hôm nay là một ngày mà chúng ta có cái sự đi xuống à, cho đồng Dogecoin này ở mức là 8 cent rồi, thường cũng đã chia sẻ sơ sơ về ngày mai đó cái thông tin mà chúng ta chờ đợi nhiều nhất thì chính là cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp và cái khả năng đó phần trăm thất nghiệp là bao nhiêu thì hiện bây giờ ước tính là 3.6% các bạn. 3.6% thất nghiệp tại Hoa Kỳ là cái mức tương đương với tháng vừa rồi. À, tuy là các bạn thấy là cái ước tính con số thất nghiệp có thể là tăng lên nhưng mà cũng không có đủ để thay đổi cái phần trăm nhiều đâu. Đó là cái ước tính hiện bây giờ và 3.6 vẫn là một cái phần trăm thất nghiệp rất là thấp và đương nhiên chúng ta quan tâm đến thông tin này tại vì đây là một trong hai thông tin lớn mà fed sẽ quan tâm trước khi mà ga quyết định lãi suất vào đầu tháng năm nhưng mà thật ra chúng ta còn thêm một chỉ số phần trăm là phát cpi nữa tới thời điểm bây giờ đó thì mọi người vẫn nghĩ là khả năng cao fed sẽ ngưng tăng lãi suất trong một cuộc họp kế tiếp này tại vì cho dù chúng ta thấy là phần trăm thất nghiệp có thể là thấp nhưng mà chúng ta cũng có được những cái chỉ số như là CPI và PC như là mong muốn tuy nhiên ta còn một cái chỉ số CPI nữa chỉ số phần trăm lạm phát Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 4 trước khi mà phép họp vào đầu tháng 5 có thể nhiều bạn sẽ hỏi thuận là như vậy thì cái phần trăm thất nghiệp ngày mai sẽ ở mức nào mà Fed sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thì chúng ta cũng đã biết là Fed ước tính là phần trăm thất nghiệp nếu như cứ siết chặt hoài đã có thể lên tới mức là 4.5%. Đó là cái mức mà Fed bắt đầu sẽ lo lắng và sẽ nghĩ đến chuyện là thả lỏng tiền tệ. Chúng ta được phần trăm này là 3.6 thì chúng ta cần phải có một sự tăng trưởng cũng không hề nhỏ các bạn là khoảng chừng 1% thất nghiệp nữa mà chúng ta thấy được là hoa kỳ bao nhiêu người một phần trăm người đi làm thất nghiệp là con số không hề nhỏ và chúng ta cũng đã thấy lập luận đến từ thượng nghị sĩ elizabeth warren về cái phương diện crypto đó thì đây là một thượng nghị sĩ rất là ghét crypto của bạn và về quan điểm crypto thường đương nhiên là không đồng ý nhưng mà về những cái quan điểm khác đó thì các bạn cảm thấy được là bà ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin chi tiết cho thấy được là mỗi lần mà fed muốn làm cho nền kinh tế chậm lại và làm cho phần trăm thất nghiệp tăng lên để mà kìm hãm nền kinh tế đó thì hầu như lần nào cũng vậy hết á, Fed nghĩ là sẽ tăng phần trăm thất nghiệp từ khoảng một phần trăm nhưng mà cuối cùng lại tăng lên gấp đôi tại vì khi mà thất nghiệp đã bắt đầu xảy ra rồi đó, thì sẽ rất là khó để mà uống nắng trở lại giống như chúng ta đã thấy được là khi lạm phát đã có rồi thì rất khó để mà đẩy lùi khi mà mới bắt đầu đó, thì phép nên có cái sự chuẩn bị nhưng mà nếu như đợi phần trăm lạm phát đã cao thì mới bắt đầu xử lý như là bây giờ thì đã quá trễ phải tốn rất nhiều công sức và sẽ ảnh hưởng rất nhiều nền kinh tế và ngược lại cũng như vậy khi mà phần trăm thất nghiệp đã đến một mức nào đó thì sẽ không thể cứu vãn được phải tốn rất nhiều thời gian và sẽ cần rất nhiều biện pháp cũng giống như là Fed phải chống đối với lại cái phần trăm làm, làm phát hiện bây giờ và nhiều người cho là cái ngày thất nghiệp tăng lên chỉ sớm hay muộn mà thôi tại vì những cái thông tin thì nó sẽ có độ trì hoãn và như thường đã chia sẻ với các bạn đó thì ngoại trừ cái thông tin mọi người quan tâm đến ngày mai là phần trong nghiệp tại Hoa Kỳ chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin trong tháng này và đầu tháng sau chúng ta cũng đã thấy được là ngày 12 tháng 4 đó là một ngày mà rất là bận rộn ngoại trừ chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát CPI chúng ta cũng có văn bản họp của tháng vừa rồi của Fed các bạn đã nhớ là sau khi Fed họp đó thì 3 tuần sau chúng ta mới có cái văn bản chính thức và trong văn bản chính thức đó đã được ghi lại là ai nói gì trong cuộc họp cho nên người ta rất là quan tâm đến văn bản chính thức đó là sẽ nói gì nhất là chúng ta muốn biết là ngoài mặt đó thì Fed cứ chứng ngàn mọi người nói là ngân hàng không có vấn đề gì đâu nhưng mà có thật sự là ngân hàng không có vấn đề gì hay không thì trong văn bản đó đó chúng ta sẽ có thêm những chi tiết khi mà có thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn cũng ngày 12 tháng 4 chúng ta có hai cập nhật lớn các bạn nhưng mà lớn hơn đó trong hai công việc này đó chính là Ethereum chúng ta sẽ có cập nhật Ethereum sang hai upgrade nói chung nếu như mà cập nhật đúng ngày mà hay hai tháng tư này ra thì đây sẽ là một lần hiếm hoi trong lịch sử của Ethereum mà chỉ trì hoãn một lần mà thôi các bạn thương đó là mỗi lần upgrade Ethereum trì hoãn tới mấy lần lận các bạn đã nhớ là hồi xưa đó chúng ta chờ đợi cái cập nhật Metropolis trong đó chúng ta có hai cập nhật nhỏ hơn một cái là Constantinople nhưng mà còn đã nhớ đó cập nhật đó dài hầu như là cả năm trời luôn các bạn dài năm sáu lần luôn cho nên nếu như mà Ethereum thật sự có cập nhật sang 2 ngày 12 tháng 4 thì đợt này họ chỉ giờ một lần mà thôi là một kỳ tích đó các bạn. Và chỉ đó ra chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới BNB, họ sẽ có một cái cập nhật half fork gọi là Plank. Thì thông nói chia sẻ sơ sơ rồi, cập nhật này thật ra cũng không có ảnh hưởng nhiều Đối với những bài nào mà đang lưu trữ BNB đâu, chỉ là cải tiến mạng lưới này Và hỗ trợ làm cho cái nền tảng câu nói cứng cáp hơn mà thôi Đó là như mà thông hiểu liên quan tới BNB đó là ngày 12 tháng 4, ngày 13 tháng 4 đó một ngày sau đó chúng ta sẽ có công bố chỉ số lạm phát PPI, PPI là chỉ số lạm phát à, của những người mà sản xuất đó các bạn khi mà họ thu vào những cái nguyên liệu sản xuất đó thì những cái nguyên liệu đó giá sẽ có tăng hay không và đương nhiên đây cũng là một cái chỉ báo sớm cho biết được là cái uh, CPI của tháng tới nữa sẽ ra sao tại vì khi mà những cái công ty này họ thu mua những cái nguyên liệu với giá mắc hơn thì họ sẽ sản xuất rồi bán ra với giá mắc hơn. Rồi chúng ta cũng có GDP của quý 1 sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 4 và cuối cùng như chị bạn đã biết là ngày 3 tháng 5 sẽ là ngày Fed công bố lãi suất và đây là những cái sự kiện lớn trong tháng này và đầu tháng sau mà chúng ta cần phải quan tâm đến và nói tới đây thì chúng ta trở lại cái đề tài liên quan đến ngân hàng đi thật ra mọi người vẫn còn rất lo lắng về ngân hàng các bạn chúng ta sẽ thấy được một số động thái nhiều người đó gần đây đã thấy được là có một số những ngân hàng lớn không phải ngân hàng nhỏ các bạn những ngân hàng lớn như là Capital One thì họ đã có những cái khuyến mãi, khuyến mãi này đó là nếu như mà các bạn đưa cho họ 10.000 đô gửi tiết kiệm trong ngân hàng của họ và giữ đó 90 ngày thì các bạn sẽ nhận được 100 đô bonus và chúng ta cũng thấy được là những cái offer tương tự đến từ những công ty khác như là Discover Financial Services Lending Club cũng như vậy. Họ có những cái offer như là các bạn gửi cho họ con số là 100.000 đô thì trong vòng 90 ngày hay là 180 ngày gì đó họ sẽ tăng các bạn 1.000 đô bonus để mà mở cái cao tiết kiệm ở ngân hàng họ và chúng ta cũng thấy được là Citizen Financial Group đó, họ cũng cho một cái bonus chỉ cần các bạn gửi 100 đô mà thôi và chỉ cần giữ đó 3 tháng thì các bạn sẽ được thưởng 25 đô thì khi mà người ta nhìn những cái thông tin này đó, thì mọi người bắt đầu lại có cái dấu chấm hỏi các bạn tại sao những ngân hàng này lại đưa ra những cái offer như vậy thường đó chúng ta cũng thấy nhưng mà rất là ít ở Hoa Kỳ này ra hầu như là vài năm chúng ta mới thấy có một cái offer như vậy chứ không có phải là có hoài đâu chúng ta có những cái offer nhỏ hơn như là các bạn à, được à, miễn phí cái account này trong vòng bao nhiêu ngày tháng đó hay là các bạn được à, miễn phí check hay là miễn phí wire hay là miễn phí cái gì đó à, để mà khuyến khích người ta đến ngân hàng nhưng mà nếu như chúng ta nói tới là nhiều ngân hàng cùng một lúc đưa ra những cái bonus này thì lại là một điều rất là lạ các bạn thường là một ngân hàng hai ngân hàng mà thôi bây giờ hầu như ngân hàng nào cũng có những cái offer này thì đương nhiên mọi người nghĩ là những ngân hàng này đó họ đang rất là cần tiền người ta gửi vào có nghĩa là có khả năng những ngân hàng này đó cũng sợ là họ gặp vấn đề cho nên cái mối lo sợ vẫn còn ở đó và cái điều thú vị đó là những ngân hàng này càng làm những độc thái gì đó thì người dân lại càng lo sợ các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được một cái thống kê thống kê này đó là chúng ta nói tới những ngân hàng nhỏ ở Hoa Kỳ mà thôi những ngân hàng nhỏ đó là những ngân hàng mà dạng hạng thứ 26 rồi trở xuống thì những ngân hàng này trong cái tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 3 thì chúng ta thật sự cũng đã thấy là cái số lượng tiền rời khỏi như là cái số lượng tiền rút ra khỏi những ngân hàng này đó, đã ít hơn những cái thời điểm trước đó rồi, có nghĩa là chỉ có 1.1 nghìn tỷ đô la mà thôi à, và đương nhiên con số này đã rất là thấp so với lại cái uh, tuần trước đó là kết thúc vào ngày 15 tháng 3 khi mà có sự kiện SVP thì mọi người ao ạt tới rút tiền và các bạn thấy được là họ rút tới 185 tỷ, Thì một tuần trước đó rút 185 tỷ cái uh, tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 3 chỉ rút có 1.1 một một tỷ thì nhiều người cho là cũng không có gì là đáng nói có thể cho thấy được là mọi người cũng đã bình tâm hơn rồi nhưng mà thuần thì nghĩ khác các bạn thuần thì nghĩ là lý do tại sao chỉ rút 1.1 một một tỷ tại vì đâu còn có nhiêu tiền rút được các bạn mọi người mà lo sợ họ đã rút hết rồi cho nên uh, đương nhiên thì chúng ta chờ thêm một tuần nữa thì uh, cái con số nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều Giống như chúng ta nhìn thấy được những cái sự kiện liên quan đến sàn giao dịch gì đó Mỗi lần mà chúng ta có một sự cố gì mọi người lo lắng Thì các bạn lên trên những sàn của Binance Các bạn lên trên Coinbase các bạn rút hết tiền à, Và mới đầu đó thì mấy ngày đầu rút rất là nhiều Nhưng mà từ từ ít lại Tại những người mà cần rút người ta đã rút rồi các bạn cho nên đây cũng không có hẳn là cái ngân hàng không có vấn đề gì hay là sự việc cũng đã coi như là được ổn định đâu. Và chúng ta cần nên hiểu đó là chúng ta nói những ngân hàng nhỏ mà thôi nghĩa là ngân hàng hạng thứ 26 trở xuống thì chúng ta thấy được là cái số lượng tiền nhiều nhất mà họ lưu trữ đó là vào tháng 12 của năm ngoái và so với cái mức hiện bây giờ đó đã giảm 216 tỷ đô la rồi. Cái mà chúng ta nên hiểu đó là ngân hàng họ có thể tính tới là hàng nghìn tỷ đô la của cái số tiền người gửi thì có thể các bạn nghĩ là nếu như chúng ta có 1.000 tỷ đô la người ta gửi vào mà chỉ có khoảng chừng là 216 tỷ rời khỏi thì cũng không phải là nhiều. Thật ra chúng ta nên hiểu là ngân hàng họ chỉ lưu trữ có khoảng chừng 10% mà thôi. Có nghĩa là 1.000 tỷ đó ngân hàng chỉ có khoảng chừng là 100 tỷ mà thôi chứ còn nếu như mọi người tới rút nhiều như vậy đó họ sẽ vấn đề đây cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta có những ngân hàng như là SVB sụp đổ và chúng ta cũng có Signature và những ngân hàng khác cũng trong cái trạng thái tương tự còn nói những ngân hàng lớn đó thì chúng ta đã thấy được là những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ thì đã mất đi 96.2 tỷ đô la tiền gửi tính tới cái thời điểm là cuối tháng ba các bạn ngày 20 tháng ba à, và chúng ta được đây là tài liệu chính thức đến từ Fed và chúng ta cũng thấy được là tương tự những ngân hàng nhỏ đó thì những ngân hàng lớn họ có cái số lượng tiền gửi vào tháng 2 đó tổng cộng là 2 nghìn tỷ là chúng ta tính 25 ngân hàng lớn thì cái con số đó đó đã mất đi 519 tỷ rồi tại vì người ta rút ra cho nên mới đầu ra chúng ta cũng thấy có động thái là người ta rút những ngân hàng nhỏ người ta gửi những ngân hàng lớn nhưng mà thống kê vào cuối tuần ngày 20 tháng 3 thì vẫn thấy được là những ngân hàng lớn họ cũng thấy tiền rời khỏi luôn À, đó là một cái dẫn chứng như thế là người ta đã bắt đầu có cái sự lung lay Người ta đã hiểu hơn về ngân hàng thực sự không có an toàn như là mọi người nghĩ Và đây cũng là một trong những cái cứu sốc về lòng tin các bạn Tại vì thường nó ngân hàng Hoa Kỳ thì hầu như ai đi ngủ cũng không quan tâm hết các bạn Nhưng mà bây giờ mọi người đều quan tâm Đương nhiên một số những sự quan tâm này đã thì hơi quá Tại vì thật ra phần lớn đó các bạn gọi ngân hàng là sẽ được bảo hiểm FDIC Bảo hiểm lên tới 250.000 đô Và phần lớn mọi người cái con số đó cũng đã đủ rồi Chứ đâu có nhiều người lưu trữ hơn 250.000 đô trong ngân hàng đâu ngoài chỉ các bạn là kinh doanh hay là các bạn là chủ công ty hay gì đó mà thôi cho nên phần lớn cái mối lo ngại nó cũng không có hợp lý lắm nhưng mà chúng ta vẫn cho thấy được là mặc dù có FDIC bảo hiểm nhưng mà người dân cũng có cái sự lo sợ cho nên ta mới thấy tiền rút ra khỏi và trong thời điểm này và thường cảm thấy là hầu như là cả năm ngoái các bạn khi mà chúng ta nói tới lạm phát à, thì hầu như trong vòng một năm qua đó chúng ta nói kiến thức liên quan tới tài chính nói chung của cả thế giới đã được nâng lên một bậc rồi các bạn hầu như bây giờ ai cũng hiểu hơn về lạm phát lạm phát là một cái gì đó đó người ta xưa giờ cũng biết nhưng mà cũng không có nghĩ tới nhiều đâu chỉ nghĩ là tiền mất giá mà thôi khi xưa thử hỏi ba bạn thường cũng nói là tại vì tiền mất giá nhưng mà họ cũng không có quan tâm nhiều các bạn giống như là một cái sự việc rất bình thường mà thôi nhưng mà trong vòng hơn một năm qua đó cái sự tăng trưởng của giá cái mặt hàng tăng lên quá nhiều khiến cho mọi người lại có hứng thú hơn người ta lại quan tâm nhiều hơn tại vì cái tú tiền của người ta đây bị ảnh hưởng mà dẫn đến là họ tìm hiểu nhiều hơn về tiền tệ về ngân hàng và dẫn đến những cái sự kiện như chúng ta đã thấy là ngân hàng gặp sự cố hoa kỳ khiến cho mọi người lại muốn tìm hiểu thêm và muốn tự lưu trữ tài sản của mình và đương nhiên điều này dẫn đến có những cái tài sản như là btc như là vàng đều có cái sự tăng trưởng hết các bạn nhiều người họ đã hiểu hơn là chúng ta không nên lưu trữ quá nhiều tiền ngân hàng chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều về hệ thống ngân hàng và khi mà chúng ta thấy là mọi người bắt đầu có cái sự lung lay về đồng tin liên quan tới hệ thống à, tài chính và hệ thống ngân hàng đó thì các bạn sẽ được là cái sự lựa chọn thật ra các bạn nhìn lại thì cũng không có bao nhiêu sự lựa chọn đâu không có bao nhiêu tài sản mà không bị ảnh hưởng hay là quản lý trực tiếp bởi chính phủ hết. Ở chúng ta chỉ có một vài tài sản thôi và đương nhiên một trong tài sản đó chính là BTC. Nhưng mà đó cũng không hẳn là tất cả số tiền rời khỏi ngân hàng đều đi vào thị trường crypto hết. Chứ nếu như không đó. Với con số kinh khủng như vậy thì thị trường đã tăng nhiều rồi các bạn. Đương nhiên một phần vào thị trường crypto cho nên giá cả mới tăng lên nhưng mà phần khác thì lại đi vào nhiều nơi khác nữa. Chúng ta có thể thấy được là những ngân hàng họ đã mất đi 363 tỷ đô la tiền bị rút ra khỏi ngân hàng của họ vào bắt đầu đầu tháng 3 à, và chúng ta đã thấy được là có con số 304 tỷ con số này đã không hề nhỏ, con số này đã đi ngược trở vào những cái quỹ money market fund đây là cái quỹ mà quản lý tiền ngắn hạn thường đó chúng ta ở trong thị trường crypto này thì các bạn lưu trữ tiền stable coin và nhiều khi chúng ta để stable coin trên sàn thì các bạn có thể nhận được lãi suất là một phần trăm gì đó cũng không phải nhiều lắm nhưng mà nhiều bạn thì trước khi mà biết mình nên đầu tư gì thì để tiền ở trong stable coin hay là các bạn chốt lời để trong stable coin để dễ dàng có thể thu mua lại crypto được thì trong thị trường chứng khoán đó chúng ta có một khái niệm tương tự như stablecoin à, đó chính là money market thì đây là một cái quỹ tiền tệ ngắn hạn hiểu như vậy thì cái quỹ này đó cũng như stablecoin họ sẽ cố gắng giữ cái giá của một cổ phần là một đô la và người ta thường dùng cái quỹ này khi mà người ta chúc lời và người ta để tiền ở đó tại người ta muốn đi thu mua lại thêm chứng khoán hay là cũng tương tự người ta muốn đầu tư chứng khoán mà người ta chưa biết đầu tư cái gì người ta để vô đây sẵn thì chúng ta cũng thấy được là cái quỹ này đó đã có cái sự tăng trưởng lên rất là nhanh và con số hầu như là gần như bằng với lại cái số lượng tiền rời khỏi những ngân hàng những cái gì các bạn như là người dân đang đi tìm kiếm lối đi riêng cho họ những gì mình thường nói với các bạn đó đó là những cái sự kiện nó sẽ có cái sự ảnh hưởng lâu dài